Hi, xin chào các bạn. Chào mừng bạn đã quay trở lại với Freelance Man, kênh của một người tự do chia sẻ về công việc và cuộc sống tự do của mình. Hiện tại mình đang chuẩn bị đồ để đi khảo sát địa điểm cho một buổi chụp free wedding sắp tới của mình. Và vì lâu lắm rồi mình không làm blog về chụp ảnh, thế nên là hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi cùng mình và giới thiệu với mọi người một vài góc phố siêu đẹp của Hà Nội nhé. Và người bạn sẽ giúp mình ghi lại những hình ảnh đẹp của ngày hôm nay, đó chính là anh bạn này. Mình mua bạn này được mấy tháng rồi, bây giờ mới mang đi test cam được. Trước mình dùng iPhone 5S để chụp, thực ra thì mình vẫn rất là thích chất ảnh của iPhone 5S. Nếu như mà không phải vì hệ điều hành của nó không thể nâng cấp được nữa và mình không sử dụng được một số app quan trọng thì mình cũng không đổi máy đâu. Nhưng không sao, nghe nói anh bạn iPhone 11 này cũng không tệ và lại còn có camera góc rộng nữa. Thế nên là để hôm nay mang đi chụp xem có thích hơn không nhá. Bây giờ thì mình lên đường thôi, không muộn nhé mọi người. Đầu tiên, như thường lệ, mời mọi người ghé qua con đường quen thuộc của mình. Phan Đình Phùng vẫn là con đường mang đến nhiều cảm hứng cho những ai đã và đang sống ở Hà Nội, thậm chí với cả những ai từng du lịch đến Hà Nội cũng vậy. Hôm nay nắng đẹp ghê á mọi người, trời se lạnh, hơi khô và trong, rất phù hợp để đi dạo phố và chụp ảnh. Mọi người vẫn hay xách máy lên Phan Đình Phùng mỗi khi rảnh rỗi để chụp cho nhau những bức ảnh đẹp. Nhưng mà không hiểu sao mình không có nhiều cảm hứng để bấm máy ở đây cho lắm. Mình chỉ thích đi qua thôi. Đi qua và ngắm nhìn mọi thứ ở trên đường. Ít khi mình dừng lại chụp hay là dẫn ai đó lên đây chụp lắm. Mình thích đi vào những con hẻm nhỏ của Hà Nội hơn. Ví như là con phố mà mình dẫn mọi người đến ngay sau đây là một con phố khá là ngắn. Một đầu nối với đường Phùng Hưng, đầu còn lại dẫn về khu chợ Hàng Gia Sầm Uất cạnh đường Nguyễn Văn Tố, nơi có một quán cà phê rất chill được biết đến với cái tên Trend Q và những đêm nhạc mở vào thứ tư hàng tuần. Nói đến đây thì nhiều người đoán ra rồi đúng không? Đấy là phố Nguyễn Quang Bích. Đi vài bước chân là hết phố rồi. Tuy ngắn nhưng mà lại rất đặc biệt. Ở chính giữa con phố có mấy căn nhà cổ rất đẹp. Nhưng mà nếu bạn muốn đến đây chụp ảnh thì nên tranh thủ đi sớm nhé. Tại vì là nếu đi muộn thì ô tô và xe máy sẽ dựng kín ở đằng trước và che mất mặt tiền của mấy ngôi nhà. Sẽ không còn cái view thông thoáng và đẹp như thế này nữa đâu. Ai chà, lấy góc rộng của iPhone 11 xịn phết nhỉ. Đường ở đây khá là hẹp, mình phải đứng rất là gần đấy để chụp, thế mà nó cũng lấy hết được cả căn nhà luôn. Cũng được đấy. Ngay đối diện chợ Hàng Gia cũng có một con ngõ nhỏ có tên là ngõ chợ Yên Thái, cũng đẹp lắm, nhưng mà bạn nên đi buổi chiều thì nắng sẽ đẹp hơn. Buổi sáng thì hơi khuất bóng một chút và chợ khá đông, thế nên là sẽ không có nhiều không gian để cho bạn tác nghiệp đâu. Nắng đẹp quá, chỗ này mà chụp ngược sáng thì sẽ rất là ấn tượng đấy.
Mọi người biết không, bối cảnh mặc dù đã rất là đẹp rồi, nhưng mà lúc chụp thì mình hay đợi một lúc để có chuyển động hoặc là có đối tượng lọt vào trong khung hình. Và nếu mà nhanh tay bắt được những cái khoảnh khắc đấy thì bức ảnh sẽ rất là sinh động và cảm xúc hơn nhiều đấy. Thật ra thì chụp ảnh theo phong cách street style và lifestyle như thế này thì góc nào cũng có thể trở thành bối cảnh được. Chủ yếu là bạn nhìn ra được những cái điều đặc biệt và nó cho bạn cảm xúc ở bối cảnh đó để bạn có thể bấm máy thôi. Ví dụ như là khi vào những khu phố như thế này thì điều mà mình bị thu hút là kiến trúc của những ngôi nhà cổ. Những mảng tường màu vàng cũ kỹ cho dù là đã bị xước sát hoặc là bong chóc thành từng vệt theo thời gian, nhưng mà nó chứa đầy những cái câu chuyện và cảm giác hoài cổ ở trong đó. Đến tại hiện vào một sáng nắng đẹp, chắc chắn là bạn sẽ không thất vọng. Nếu có chủ thể đi chăng nữa, thì cũng đừng quên là bạn có một background đậm chất Hà Nội ở đằng sau nhé. Đi từ tại hiện ra, quẹo trái, sau đấy thì đi thẳng, bạn sẽ đến với phố Mã Mây. Đây là góc ngã tư mà mình cực kỳ thích ở con phố này. Vẫn là những ngôi nhà màu vàng lặng lẽ, nằm lọt thỏm giữa những sự tấp nập, huyên náo của phố phường, giữa những dòng thời gian của rất nhiều thế hệ, nối tiếp nhau, giao cắt nhau, bước qua đó và dừng lại ở đó.
Đây là hai căn nhà số 6 và số 8 Phan Huy Ích. Phố Phan Huy Ích nằm ngay mấy ngã rẽ đầu tiên bên phải trên phố Quán Thánh. Đây có vẻ là một địa điểm được yêu thích của rất nhiều bạn trẻ mê nhiếp ảnh. Quả thật thì cái bối cảnh này chỉ cần đứng vào thôi, chả cần làm gì cũng quá đẹp rồi. Thêm một vài vạt nắng đổ lên mấy mảng tường nữa thì không chết mê mới lạ ấy. Mình thì cực kỳ thích ông cụ ngồi ở cửa đây này. Không phải lúc nào cũng bắt gặp được những khoảnh khắc tự nhiên và đời sống như thế này đâu nhé. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Từ phố Quán Thánh, bạn cứ len lỏi vào mấy con phố, con ngõ nhỏ nằm ở hai bên, kiểu gì cũng bắt gặp được mấy góc xinh xinh. Ví dụ như là đoạn này này, đang đi thẳng thì mình bị thu hút bởi một không gian có vẻ ấn tượng và hay ho. Rẽ vào thì mới biết đấy là quán cà phê. La Việt Cà Phê nằm ở ngay đầu số 45 hàng 4 bạn nhé. Không gian bên trong cũng có vẻ rất là chất đấy. Hôm nào có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ ghé để thưởng thức cà phê và trải nghiệm không gian bên trong của quán. Còn hôm nay xin bác bảo vệ cho chụp mấy kiểu ảnh để đánh dấu vị trí cái đã. Màu sắc ở đây phối đẹp và tinh tế nha mọi người nhỉ. Nâu, vàng, xong lại xanh lơ. Nhìn đã thấy ngọt rồi. Mình là đứa bị thu hút rất là nhiều bởi màu sắc, thế nên là
lúc nãy khi mà đang đi mà chỉ cần nhìn lướt qua có một giây thôi đã vội vàng quay lại là vì như vậy ạ. Này thì mình không nhớ lắm, tại mình dừng lại một cách ngẫu nhiên, không có chủ đích. Do là mình bị thu hút bởi mấy cái cửa sổ ở trên mấy căn nhà tập thể. Nó là một đoạn nào đó nằm dọc phố cửa Bắc. Dấu hiệu nhận biết đấy là nó có một khu tập thể cũ nằm ngay góc ngã tư, gối lên background là những ngôi nhà cao tầng ở đằng sau. Mình luôn thích những sự đối lập như thế. Mình nghĩ cuộc sống nên có những sự đối lập thì mới thú vị. Có đậm thì có nhạt, có vui sẽ có buồn, có cũ và có mới. Những sự đối lập cũng giúp người ta cảm nhận rõ hơn dư vị của cuộc sống và trân trọng những gì mà mình đang có. Giống như người ta hay nói về quá khứ, hiện tại và tương lai vậy. Địa điểm cuối cùng mà mình dẫn bạn đến là một góc phố ở ngay gần chợ Châu Long. Chỗ này đẹp mà hình như không có nhiều người biết đến thì phải. Từ Quán Thánh bạn cứ rẽ thẳng vào Châu Long và đi tuốt xuống dưới. Qua khu chợ thì bạn sẽ thấy có một căn nhà cổ, có một cái gốc cây to và ở dưới thì có một quán nước nho nhỏ. Nếu đến chụp ảnh thì mọi người có thể vào nghỉ ngơi ở quán nước và mua mấy đồ lặt vặt để ủng hộ chị chủ quán nhé.
vậy là một ngày khảo sát địa điểm của mình đã hoàn thành rồi. Cứ thong dong như vậy thôi à. Trước mỗi buổi chụp pre-wedding thì mình đều sẽ đi một vòng như thế để xem là các địa điểm có gì thay đổi hay không. Tại vì là cô dâu chú rể thường chỉ dành ra được một ngày giữa rất là nhiều lo toan của công việc trọng đại để lang thang cùng nhiếp ảnh gia mà thôi. Thế nên là việc đi khảo sát thế này vừa giúp cho mình tự tin hơn và cũng giúp cho mình có thêm mood cho buổi chụp chính. Hơn nữa, việc này còn khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc vì mình biết mình cũng góp một phần nhỏ trong hạnh phúc của họ. Trong cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh của tác giả Nguyên Phong có viết: không có việc gì xảy ra là do tình cờ hay do định mệnh. Chúng ta tạo ra số phận bằng những hành động của chính mình. Đó là quy luật của vũ trụ. Mình tin những người đang yêu khi họ đến và gắn bó lâu dài được với nhau là điều có lý do. Hạnh phúc của họ là có lý do. Hạnh phúc của mình cũng có lý do. Và mình tin nó đều có điểm chung. Đó là sự chân thành, cho dù là tình yêu hay công việc. Còn sự tự do của mình hôm nay, đấy là được làm việc giữa những con phố đẹp nhất, trong cái nắng rực rỡ và khoảng trời trong veo, se lạnh của mùa đông Hà Nội. Vậy thôi, buổi khám phá ngày hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Hy vọng chuyến đi đã mang đến cho bạn thật nhiều cảm hứng. Hẹn gặp lại bạn trong những hành trình thú vị tiếp theo cùng mình nhé.